Trong bối cảnh cả nước đang bước vào giai đoạn mới với mục tiêu tái khởi động và phục hồi nền kinh tế, việc các doanh nghiệp hàng không, du lịch mở rộng hợp tác để tăng cường năng lực hoạt động của nhau không chỉ tạo nên những bước đột phá mới để vực dậy ngành công nghiệp không khói hậu Covid-19 mà còn gia tăng nhiều giá trị mới và lợi ích cho người tiêu dùng. Hai thương hiệu hàng đầu lĩnh vực hàng không và du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam là Vietnam Airlines và tập đoàn Sun Group ngày hôm nay đã chính thức ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2023. Trên cơ sở hợp tác chiến lược được hai doanh nghiệp ký kết vào năm 2019, giai đoạn 2022-2023, Vietnam Airlines và Sun Group sẽ đẩy mạnh hợp tác ở các hạng mục như phát triển các sản phẩm chung, triển khai gói thẻ Platinum với những ưu đãi độc quyền, phát triển tệp khách hàng chung với những quyền lợi đặc biệt chưa từng có cho khách hàng của hai bên. Ở hạng mục trọng tâm là phát triển sản phẩm trọn gói kết hợp hàng không, du lịch, Vietnam Airlines sẽ giảm tối đa 30% giá vé hạng phổ thông cho tất cả hành khách bay tới các điểm đến có cơ sở du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group. Về phía Sun Group, đơn vị sẽ giảm giá cho hành khách của Vietnam Airlines khi đến các khu du lịch mang thương hiệu Sun World trên cả nước, đồng thời hợp tác với các sàn thương mại điện tử của hãng hàng không quốc gia để mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cả hai cũng cam kết sẽ đồng hành cùng các sự kiện thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch tại nhiều điểm đến trên cả nước.